hồi lâu ấy, gọi hồi lâu ấy. Này lần đầu tiên đi ăn gọi là món tiết canh bò đấy. Này gọi tiết canh bê nhỉ, chúng gọi bò, gọi bê. Tiết canh bê rất nhiều. Cái này bát đánh nhiều đấy nhỉ? Rồi, mấy chục bát đấy. Hôm nay ngày chủ nhật mà. À, ngày chủ nhật đánh mấy chục bát. Chủ nhật thì cứ đánh tạm thời 5-60 bát. Tạm thời 5-60 bát. À, không. Này rất chi là sạch. Rồi muỗi không có luôn. Bác Linh có rồi. Bà chủ quán. Ông chủ quán. Con này. Wow. Chín đỏ. Bỏ. Trẻ này. Bởi anh em ăn sáng nha. Mày làm đêm về. Ăn cái xỉa bé này nghe nó không không được thoải mái nhỉ. Anh em phải thích xỉa to. Mời cả nhà nhá. Nào nào. Cấm thì kệ em. Alo, mày à? Đang nhà. Về chưa? Sao dưới rồi gì? Đang ở quán gần như là anh gọi anh ăn sáng rồi nhớ thì nhiều ấy. Bây giờ bắt đầu ngồi. Đức Anh. Hôm nay anh em nhà mình châm anh đã về chưa? Anh đã về chưa thì về phi đấy luôn. Bắt đầu bây giờ bắt đầu ngồi mà. Nhanh lên. Nhanh lên, tức anh B. Ra về luôn, anh đang nào ở đâu đây? A Tư thì phi về ra mãi. Nhanh lên chưa? Nhanh không hết đấy. Ê, có mấy chục bát này nhanh hết. Đang làm đêm. Bắt một miếng thôi, một miếng. Ngon mà. Trước ăn rồi cái lần này ham quá. À, cái xỉa to, xỉa bé, không được thoải mái lắm. Chưa thử chạy. Anh ơi, vào đây, vào nào cái đây. Ok, kể con ra sau rồi cho anh em mình làm cái nữa. Ăn đi rồi làm ăn nữa. Ngồi này. Bát rồi bát là thức thôi. Ba tao bảo là được quá to, từ sấn nó nhẹ nó. Hết đi. Cái này hết á. Hết rồi. Cái này hết. Cái này hết. Đấy là chồng táo cái này. Không sao.
Vào đây. Vào. Xem phần câu cá rồi là nó video này trùng lập với video khác, rất là bình luận. Trùng lập quan trọng gì đâu. Em quay tận đến giọng bác, giọng bác nói. Thế có mày, sao đâu. Mày trong qua mà chịu bật cái tiền mà dính đỏ nhỉ? Không, nó tiếng nào mới là cái tiếng nằm ngửa sẵn nó sẵn. Tiếng gì đâu, sao ảnh hưởng gì đâu. Bà nói bắt vào đây. Không sao, bắt. À. Mời anh em ăn sáng nhỉ. Tầm tầm ăn nhé. Vui hết cả lời. Vui hết. Vào vào sau rồi cả nhà. Đấy thì chậm tí nó vào đây các em mình sẽ chơi gần hết. Nhà mời bác là cũng một miếng rồi thôi. Đấy, nó chơi gần hết. Đầu lắm. Người bác mỗi miếng là tị rồi. Đi sớm muộn. Dậy cả tí và tận ăn sáng là bắt cái tiền bê. Rồi sớm sớm hẳn muộn một hẳn ngon sớm ngồi cái gì rồi dài rồi lắm chuẩn bị người. Thôi mình đi giờ mấy hôm đấy 8 giờ đi. Đi tầm này là vừa rồi. Tầm này là. Trong Sài Gòn nó gọi là cái muỗng ấy. Muỗng là cái thìa gì đấy. Ăn thăm hết bát lên nơi rồi. Cô mày đâu? Ừ. Cô em bên này. Cô em. Không á. Ở lúc đó em sang rồi. Nó bận tăng mày có tiếng anh về bò để báo tao vui không là đấy ạ. Quên rút cái chơi cho tranh thèm quá mà em tranh chứ bạn đi cái gì ăn nhà ớt vào cho ớt rồi bác ớt rồi hấp dẫn ăn ngon. Thế mà nhiều Xuân à, khiếp người nhỉ? Và vợ thì ghé ăn xích vợ là vợ bé đẹp rồi. Kệ nó đúng không? Kệ nó đúng không? Kệ nó đúng không? Kệ nó đúng không? Đúng ra phải nào phải 2 năm. Mới sáng là cứ 230 cành bê hai chủ nhật. Mang về nhá. Mang ra lấy rồi. Mạng 5 tấm đó. Oan oan rồi. Ăn đi bác. Mình phải làm 2 bát. Thế em bê thì phải ăn 2 bát mới thoải mái. Đấy. Ăn 1 bát không được thoải mái cho lắm. Rực rỡ chưa? Đấy. Bạn rất rực rỡ. Để cả cái viện này nó có này là nó hot lắm. Từ xưa này. Rất rực rỡ. Rỡ. Hôm nay chủ nhật nghỉ hay là tí nữa về vẫn phải đi làm. Em nghỉ chứ, hôm nay chủ nhật em nghỉ. Nhờ em nghỉ anh em. À sắp đến chuột thì phải mấy nữa, nghĩa là bảo là phải dấu dạng, phải dẹp dẹp luôn á. Thì bây giờ không có bên anh hắt mẹ bao nhiêu. Nó phải dẹp dẹp luôn á. Bây giờ bắt được đường rồi, cũng không còn dẹp. Bây giờ bắt được đường rồi. Dẹp gì? Bắt đúng là được đúng rồi, nghĩa là nó phải dẹp. Ngày đầu mùa rồi mới béo này. Chứ mập lên sang cho này cái mẹ này cái thứ gì chẳng thôi béo tí nó sang 2-3 bữa này mệt hết cả người nó nhau nhu cầu mà nặng bằng